Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Đặt cái mic gần mồm, tiếng nó to, nói rõ rõ. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái video tròn tròn nhé. Có bạn gì ấy, bạn trên kênh bạn hỏi anh ơi làm thế nào để làm cái video tròn tròn ở trong Filmora. Thực ra làm thì rất đơn giản rồi, mình có mấy cái hướng dẫn liên quan này rồi, nhưng mà chắc các bạn chả tìm ra. Thì đây làm cái video tròn tròn đấy rất là đơn giản nhé. Đây mình ở trong Filmora nhé. Khi mà mình ở trong Filmora ấy thì đây, ví dụ đây cái vlog bình thường đúng không? Mình sẽ nói bình thường như này. Thứ nhất là mình muốn làm cái video tròn tròn ở ngay góc này này, thì các bạn sẽ kích vào cái video ở trên timeline, ở trên review, cửa sổ review. Sau đấy các bạn thu bé nó lại, kích vào cái góc này, các bạn kéo bé nó lại. Đấy. Đấy, các bạn bé này thôi là đã về góc rồi đúng không? Đây là cái video vuông rồi đúng không? Thì bây giờ để làm nó thành video tròn ấy thì các bạn sẽ đi đến phần effect này. Đây mình đã để mở sẵn rồi, nhưng mà thôi các bạn, nếu mà các bạn chưa ấy thì các bạn đi vào phần effect, sau đó các bạn đi tiếp vào phần included này, các bạn chọn xuống. Ở đây nó có cái utility này, các bạn mở utility ra. Ở đây cái này nó tên là image smart nhá. Image smart thì các bạn sẽ làm được cái hình tròn. Thế còn bạn làm một cái hình vuông mà nó bo góc tròn ấy thì bạn đưa vào cái shape mask này cũng được. Đấy, shape mask này bạn chỉ di vào nó là nó hiện này như này này, trông này đúng không? Thì đây để đưa làm cái hình tròn, các bạn kéo thả cái image smart này thẳng vào cái video là nó sẽ ra cái hình tròn đây. Các bạn nhìn này đó, đây là hình tròn rồi đúng không? Những cái hình tròn này trông nó lại không tròn lắm mà nó hơi kiểu dạng hơi méo méo. Để chỉnh cái độ tròn méo của cái này ấy, bạn kích kép vào cái video nhé. Bạn kích kép vào cái video, sau đấy bạn đi với phần video này, sau bạn chọn xuống phần video effect này ở dưới này, các bạn kéo xuống. Ở đây nó có các cái hình dạng khác nhau này. Đây thì cái này nó đang là hình tròn, bạn không muốn đổi nó ra cái nào thì thôi. Sau bạn chỉnh cái width này, width là cái độ rộng ấy, độ rộng của hình tròn ấy đó, cho nó tròn bo bo tròn tròn vào. Nếu mà bạn muốn chỉnh cái vị trí của nó nhé, vị trí của cái mặt nạ ấy, cho nó dịch ra đằng bên trái một tí đấy, để cho nó giữa người đấy, giữa người rồi. Ok, thế là bạn có cái video hình tròn đơn giản đúng không? Nhưng mà của mình ấy nó có cái thêm cái viền nữa, thì cái viền này bạn cũng kéo luôn cái hiệu ứng ở đây, nó là hiệu ứng border, bạn kéo cái border này bạn đặt vào cái video ấy. Đấy, thế là bạn có cái video hình tròn và có cái hình hình trắng trắng, viền trắng trắng. Cái viền trắng này bạn cũng có thể đổi được nhé, bạn đổi bằng cách là đi vào video này, bạn mở cái video effect ra, trong cái phần video effect này có cái border này, bạn không muốn làm viền trắng này, bạn muốn làm cái viền gì đấy cũng được. Đấy, ví dụ mình chọn cho cái viền xanh lá cây nhé. Đây, xanh lá cây, ok. Đó, sau đấy mình chọn bên này nữa, hai màu giống nhau nhé. Hai màu giống nhau thì cho cái màu cho nó xanh lá cây cho nó đẹp. Đấy, hai màu giống nhau. Đó, sau đấy các bạn có thể chọn cái size là kích cỡ, nếu thích. Kích cỡ này mình giảm xuống kích cỡ 2 cho nó nhỏ nhỏ. Ok, đấy là bây giờ bạn có cái video rồi. Thì thường cái video này làm với cái video dạy học hoặc reaction ấy. Nếu mà bạn muốn có cái video ở bên dưới ấy, thì bạn có thể kéo thả cái ảnh hoặc là một cái video gì đấy ở bên dưới cái track đấy, thì là bạn có cái hình tròn nói ở đây và cái video nói ở đây, đơn giản đúng không? Đó làm nào để các bạn có thể tạo ra cái video tròn tròn ở trong phần mềm Filmora 10. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Chúc các bạn làm được những video hay hơn, đẹp hơn. Nếu như bạn nào mà muốn mua bản quyền của Filmora ấy, thì các bạn có thể liên hệ với mình theo các thông tin mình đặt ở bên dưới mô tả. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.